Nay tụi tôi xuống Bình Dương chơi cái lạc vô một chỗ làm heo đất nè, đã lắm. Người ta đang sơn heo nè. Ở đây là heo đất chưa sơn. Ủa bên này có heo chưa bắt giới nữa. Dễ thương quá nè. Mấy cô chú anh chị ở đây dễ thương mà nhiệt tình lắm. Rủ vô chơi, chỉ chỗ cho coi heo này heo kia, rồi chỗ chụp hình. Xong Ngân nói Ngân muốn tô thử, cái cũng cho Ngân tô luôn. Mà nhìn người ta làm quen nó nhanh thoăn thoắt à. Còn mình ngồi tô là hơi bị lâu luôn á. Cái này là chỉnh tốc độ nhanh lên gấp 3 lần rồi mà nó còn dài như vậy á. Mà cũng đâu có tô xong con heo đâu. Khúc cuối phải nhờ cái chị đó trợ giúp. Cái nè, con heo Ấn Độ. Còn đây là con heo đi học. Vẫn bỏ vô được nha. Con heo có cái nơ quà ở trên nè. Ôi nhưng mà nó hơi nám chút. Nhưng mà đúng rồi, sơn lên thì sẽ không có thấy. Ồ ngoài đây là có cái gì nữa nè. À cái con này là cái con. À cái con này ở trong. Nó hình như nó hay đi chung với con. Quên tên mất tiêu rồi. Ờ đúng rồi, hay đi chung với con Hello Kitty rồi sao á. Dễ thương quá nè. Mới đầu nhìn tưởng con cù ba. Cái mặt của nó kìa. Ê cầm cái con nơ đó em coi coi. Con đó là con gì đó. Có hai cái nơ trên đầu á. Con gà ăn chụp. Đâu để em coi. Ồ con gà. Con gà có nơ. Thấy con nghèo kích thi nè. À rồi nãy giờ không nhớ. Giờ mới nhớ. Con này là con gấu dâu. Con gấu dâu nhưng mà màu vàng. Tôi phát hiện có cả con mèo thần tài nữa, đẹp vô. Chị thích lắm đúng không? Mua một chú về cho đây. Thành phẩm là 100 con heo đất để trưng trong quán. Và cái con mèo này để Ngân tô cho đẹp rồi quay clip cho mấy bạn coi ha.